Quý chị em rất thân mến, hội nghị dòng lần thứ 21 của hội dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang gần kề. Hội nghị dòng lần này không đơn thuần là một sự kiện thường lệ, nhưng còn là một biến cố lịch sử quan trọng trong hành trình trăm năm thứ hai của hội dòng. Hội nghị dòng là tiếng nói chung của toàn thể chị em, thể hiện sự hiệp nhất trong đức tin và đức ái để cùng nhau bước đi theo thành ý Chúa. Sống niềm vui rùa mới bầu gia mới là chủ đề của hội nghị dòng lần thứ 21. Biến cố đáng ghi nhớ này đánh dấu sự chuyển mình và căn tân của hội dòng để thích nghi với hoàn cảnh mới. Hội nghị dòng lần thứ 21 hướng đến việc tu chỉnh luật sống, nội quy và căn tân mục vụ giáo dục giới trẻ theo đặc sủng dòng. Hướng đến biến cố quan trọng này, toàn thể chị em trong hội dòng đã dành tròn một năm để chuẩn bị. Chúng ta cùng điểm qua một số sự kiện đáng chú ý. Trước hết, phải kể đến thư triệu tập hội nghị dòng của chị bề trên đương nhiệm đề ngày 12 tháng 4 năm 2020. Thư triệu tập công bố thời gian diễn ra hội nghị, danh sách ban chuẩn bị, các nội dung sẽ được bàn thảo trong hội nghị và công bố kinh cầu cho hội nghị dòng đến toàn thể chị em. Ngay sau khi công bố thư triệu tập, quý chị em trong ban chuẩn bị đã tích cực làm việc không mệt mỏi, nghiên cứu tài liệu, khảo sát giới trẻ, tổ chức học tập tại nhà mẹ cũng như tại các vùng và làm việc với các chuyên viên hướng dẫn. Các chị trong ban điều hành dường như cũng bận rộn và thao thức hơn với những cuộc họp, bàn thảo, hướng dẫn các ban ngành để chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị dòng sắp đến. Cả công đoàn cũng như mỗi chị em tích cực học hỏi tài liệu chung của ban chuẩn bị. Bên cạnh đó, các chị em ở cả vùng cũng tổ chức các buổi học tập chung. Đặc biệt, chị em được các chuyên viên hướng dẫn học tập tài liệu rùa mới bầu gia mới. Luồng gió thánh thần đã thổi đến hồi dòng và thúc bất chị em thực hiện việc tu chỉnh luật sống và nội quy. Đây là một vấn đề quan trọng và được tất cả chị em đặc biệt quan tâm. Quý chị trong ban tu chỉnh đã tích cực làm việc không mệt mỏi với các chuyên viên để đưa ra bản dự thảo giúp chị em học tập, nghiên cứu. Qua các buổi học tập chung và cá nhân, các ý kiến đóng góp được lắng nghe và ghi nhận để việc tu chỉnh luật sống và nội quy hoàn chỉnh nhất có thể. Cùng hiệp thông trong đức ái hướng đến hội nghị dòng lần thứ 21, chị em cầu nguyện, hy sinh và tiếp tục dấn thân trong sự màng. Từ các chị hưu dưỡng cho đến các em thân tuyển, tất cả đều mang chung một ý hướng, một tâm tình cầu nguyện cho hội nghị dòng. Mọi hoạt động của chị em, từ thánh lễ, giờ kinh, giờ chầu thánh thể, lân hạt, cho đến các hoạt động bình thường của ngày sống, đều mang tâm tình hướng về biến cố quan trọng này. Đặc biệt, từ tháng 4 cho đến khi diễn ra hội nghị dòng, cả công đoàn sẽ luân phiên nhau có giờ chầu thánh thể để cầu nguyện đặc biệt cho hội nghị dòng. Tại nuôi mẹ, nơi sẽ diễn ra hội nghị dòng, tất cả đều đã được chuẩn bị một cách chu đáo để chào đón các nghị viên trở về trong những ngày hội nghị. Các ban ngành dường như cũng bận rộn hơn ngày thường. Ngay cả phòng photocopy cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp in ấn tài liệu cho chị em học tập. Ban truyền thông cũng có nhiều việc hơn để làm. Chị em cũng muốn lan tỏa và nối kết tinh thần hướng đến hội nghị dòng từ nhà mẹ cho đến cả công đoàn trong hội dòng. Có vẻ như rất thảnh thơi đi dạo với chiếc máy ghi hình trong tay. Thế nhưng từng khoảnh khắc, từng sự kiện đáng chú ý sẽ được ghi lại và nhanh chóng chuyển đến chị em khắp nơi trong tinh thần hiệp thông. Chính Chúa thánh thần đang hướng dẫn và căn tân hội dòng trong hành trình mới qua hội nghị dòng sắp tới đang
hoạt động trong từng chị em toàn dòng. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria vô nhiễm, đấng sáng lập dòng và quý trì tiền bối, xin Chúa cho hội nghị dòng diễn ra tốt đẹp, từ khởi sự cho đến hoàn thành theo thành ý Chúa.